khóa nhiêu vậy? 12. Này là hàng là sản xuất ở Nha Bè, 1 lít Yaso MB cho xe tay ga. Xe này đủ 800 hay là 1 lít luôn? 800. 800 5 với cái 40. Tổng hợp hoàn toàn. Đây đi lại. À, này mình đi tầm 1.500. 1.500 2.000 đổ lại. Tổng hợp 100% đi được cỡ 2.000. Rồi. Tổng hợp 100% đi được cỡ 2.000. Xe này chạy ô tô được bao nhiêu rồi? 4.000. Còn mới. Motul Việt Nam tổng hợp 100% mà giá chỉ có 170 cũng rẻ. Trăm ba trăm hai trăm. Xe này dùng 800 ml quay chơi.